Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Jungle Resort and Casino. Cơm Việt Cali.com, cơm phần 3 món, ăn ngon nhớ hoài. 714-989-9911 và 714-548-1823. Health and Beauty Network, giúp bạn tự tin yêu đời với mỹ phẩm Natura. 714-467-9071. Tèo Thai Club, 714-983 Võ Xe hay 714-983-8693. Chợ Đông Ba với các món ngon xứ Huế. 714-891-8028. Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm. 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân. Nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền. 714-839-8121. Lái về một trong năm xe hơi và nhận được 50.000 tiền mặt chỉ có tại Pala Casino Spa and Resort. Anh Tuấn Hoàng Trọng Thùy trở lại với quý khán thính giả trong phần tin tức vào buổi sáng thứ năm hôm nay, một ngày cuối tháng 3, nhưng mà trong lòng của cả ngàn người riêng ở các quận từ Orange County cho đến các quận Santa Clara trên phía miền Bắc, mọi người trong lòng hồi hộp và từ sáng đến giờ đã cùng hát với anh Tuấn bài hát Đêm Thánh vô cùng. Đây là video của hình ảnh từ tối ngày hôm qua, người ta đã xếp hàng và đã trở thành một bản tin nóng nhất từ tối ngày hôm qua cho đến giờ phút này, cho đến khi mà cái khăn đen trùm trên chiếc Tesla này được bung ra, thưa quý vị. Và đây là những đoạn video quay được. Tuy nhiên, chúng tôi đã có hình của chiếc Tesla Model 3 này rồi. Và hy vọng khi mà mở cái khăn đen trùm ra đó, thì chiếc này nó cũng giống như chiếc mà chúng ta đang nhìn. Vâng, đây là kiểu Tesla. Thì nhiều người trên mạng đó, không biết họ lấy cái hình này từ đâu ra, nhưng mà họ nói rằng, quý vị đừng nên quá trông chờ gì với cái kiểu mới này, bởi vì nó cũng thường như những chiếc xe khác thôi. Yeah. Và đây là kiểu Tesla đời 3 và đã được mở khăn đen ra. Từ những người trên mạng, không biết được hình ảnh giữa cái hình này với cái hình thực nó có khác xa bao nhiêu. Nhưng mà bên cạnh đó, Chevrolet Bolt. Đây là chiếc Chevrolet Bolt. Trời ơi, đã được bán rồi và cũng cạnh tranh chung với Tesla 200 dặm một giờ. Nhưng mà cái màu thì có cải lương. Cái xe gì mà sao kỳ dữ vậy anh? Và cái màu và cái kiểu xe thì Chevrolet thì không. Cho nên đó là lý do tại sao không thể nào cạnh tranh nổi với Tesla. Tesla đẹp hơn nhiều. Yeah. Nhưng mà chiếc Hyundai. Wow. Hyundai. Ooh. Mang tên là Ioniq. Ioniq Hyundai chỉ có chạy được 120 dặm mà thôi. Nhưng mà cũng bán với giá ngang ngửa với Tesla 3, cũng quá đắt. Wow. Chứ nếu mà chiếc này mà bán chừng 20 ngàn, tôi nghĩ là nó bán sẽ chạy hơn chiếc Tesla 3. Cho nên đó là ba kiểu xe ngày hôm nay, thưa quý vị. Nhưng mà điều này cũng cho thấy rằng là người trẻ ở Mỹ đó, kể cả người trẻ tới người già đó, đa số những người xếp hàng đi mua đó, họ mua một chiếc xe 35.000 đô la là giá căn bản, và sau khi mà cộng trừ thuế rồi thêm những cái kiểu bánh xe rồi đủ hết á, có thể lên tới 50 và 55 ngàn. Nhưng mà họ xếp hàng, họ mua như một chiếc iPhone vậy. Cho nên họ thấy có những cái này đó, thứ nhất là phải có tiền lẽ đương nhiên rồi, nhưng mà họ nói rằng ôi từ bây giờ tôi để dành tiền cho đến 2 năm sau tôi trả là đứt luôn. Thì có người nói không sao hết, bây giờ đóng 1 ngàn, 2 năm sau mình trả góp mỗi tháng 500-700. Thì tiền lương của họ làm được khá nhiều tiền, nhất là những người trẻ bây giờ có thể nói rằng là công việc làm kiếm cũng khá dễ dàng, thưa quý vị. Như là bản tin của ADP, công ty chuyên môn làm thuế và hồ sơ lương cho trên toàn nước Mỹ công bố ngày hôm nay, 200.000 việc làm của Mỹ đã tạo ra vào tháng 3. Đây là con số mới nhất, 200.000 việc làm, và điều này đã giúp cho thị trường lao động của Mỹ rất là vững vàng
Chính vì thế mà quý vị thấy đó, có nhiều người trẻ bây giờ đó, họ làm một công việc mà họ không thích đó, họ dễ dàng họ bỏ công việc này so với 6 năm, 8 năm trước khi mà nước Mỹ rơi vào suy thoái. Nhiều người là cứ cố bám công việc và rất là sợ không biết công việc mình có vững hay không. Nhưng mà với người trẻ ngày hôm nay, họ mua chiếc Tesla, họ mua chiếc iPhone, họ mua Apple rất là dễ dàng. Điều này cho thấy có những người trẻ, lương trung bình của họ lên tới cả 100,000 đô la một năm, nhất là họ nắm vững các công nghệ kỹ thuật cao hoặc là tốt nghiệp từ các trường tốt, thưa quý vị. Và qua đó các cổ phiếu ngày hôm nay cũng lên được một chút đỉnh thay vì xuống. Và có thể nói là Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq liên tục trong mấy ngày qua đều tăng lên cả. Vàng hôm nay cũng lên và giá dầu cũng lên luôn. Dow Jones lên được gần hơn 18 điểm, S&P 500 lên hơn 2 điểm. Vàng lên hơn 7 đồng ba, 1.235 đồng 90 sen. Oil, dầu lên được 38 sen, 38 đồng 70 sen một thùng. Và Nasdaq, các cổ phiếu liên quan đến công nghệ, 14 đồng 89 sen. Cổ phiếu của Tesla trước thềm mà công bố hiệu mới Tesla 3 cũng đã tăng lên được, và giá trao đổi lúc này là 231 đồng 17 sen. Lên được 4 đồng 20 sen, 26 sen. Lý do là giới đầu tư tin tưởng là Tesla với cái phương cách làm ăn hữu hiệu của ông Elon Musk sẽ giúp cho công ty này gia tăng lời. Mặc dù cho đến giờ phút này thì không thấy lời gì cả. Họ chỉ mới đang trong bước đường mà Elon Musk tuyên bố là Tesla sẽ chắc chắn là có lời và tiếp tục vững vàng hơn. Lý do là tại tiểu bang Nevada, khi một chiếc xe làm tại Mỹ mà với sự ủng hộ của riêng nước Mỹ thôi, chúng tôi chưa nói bên ngoài bởi vì không có đủ xe để bán ra nước ngoài nữa, xây dựng một cơ sở chế tạo pin trị giá 5 tỷ Mỹ Kim. Và đặc biệt đó là Tesla phải phối hợp với các kỹ sư của hãng Panasonic Nhật Bản để có thể chế tạo được những kỹ thuật pin vừa nhỏ vừa gọn và giá rẻ hơn trước. Đó là lý do tại sao Tesla giải thích cục pin mới rẻ hơn cục pin cũ 30%. Và vì thế mới giảm giá được. Bên cạnh đó là chiếc xe mới đó, nó nhỏ hơn chiếc xe cũ Model S. Chính vì thế nhỏ và không có những cái kỹ thuật quá cao siêu như cái xe loại Model cũ trước đây. Vì thế sẽ rẻ hơn. Tuy nhiên bên cạnh đó Tesla vẫn tiếp tục chế tạo những chiếc xe có cái kỹ thuật cao, đắt tiền. Bên cạnh đó thì quý vị muốn mua chiếc xe Tesla trị giá cả 100,000 Mỹ Kim cũng có nữa. Dạ vâng. Thưa quý vị, ngay sau đây đó là chân dung của kẻ thủ ác đã giết người cướp của ngay tại thành phố Houston. Cảnh sát tại Houston đang mong muốn tìm kiếm người đàn ông này bị cáo buộc là giết chết một chủ nhà hàng ở phía tây nam Houston. Chủ nhà hàng này, nhà hàng có tên là Wahoo Fish and Wing, chủ nhà hàng là ông Trí Nguyễn đã bị tên thủ ác này giết chết. Và theo như đoạn phim do máy quay camera an ninh ghi lại thì người đàn ông này mang quần màu nâu, áo hoodie màu xám và đeo mặt nạ trước khi mà đi vào cửa hàng và rút súng ra đòi tiền. Thông tin của nguồn tin cảnh sát sơ bộ cho biết là ông Trí Nguyễn, tức là chủ nhà hàng, đã rút súng của mình ra để mà nhằm chống lại tên cướp. Nhưng tên cướp đã nổ súng trước và anh Trí Nguyễn tử vong ngay tại hiện trường. Sau khi mà được nã súng thì tên cướp đã bỏ trốn về hướng đại lộ West Airport. Tin tức cho biết là sự việc diễn ra giữa ban ngày ban mặt tại một khu vực mà có lẽ là khá nhiều những người, khá nhiều khu vực đông dân cư người ta đi lại, mà lẽ nào mà những tên cướp này có thể đến và cướp tới sự việc như vậy. Trong những khoảng thời gian vừa qua thì thành phố Houston đã gặp rất nhiều những cái vụ cướp diễn ra ngay tại khu vực nội thành. Cách đây không lâu thì trong chương trình tin tức buổi sáng thì chúng tôi cũng đã đưa quý vị tới những bản tin mà có một vài tên cướp đã đột nhập vào một tiệm ăn người Việt Nam để nhằm cướp số lượng tiền mặt mà đang có trong tiệm ăn đó. Và một người đàn ông trong lúc giành giật lại chiếc iPad cho người con thì những tên cướp này đã bắn ông này chết. Đó là sự việc diễn ra chỉ trong vào ngày hôm kia tại thành phố Houston.
tại Ấn Độ, thưa quý vị, thành phố Calcutta, một thành phố có thể nói rằng là đông dân cư ngụ, một cây cầu đang được xây dựng, đang còn xây dựng, ở dưới là người ta sinh hoạt đi lại, xe cộ vẫn còn di chuyển, sập xuống. Chuyện gì xảy ra? Bao nhiêu người thiệt mạng, bao nhiêu người bị thương? Hiện nay quân đội của Ấn Độ cũng đang dồn tới hiện trường. Chúng tôi gửi đến quý vị hình ảnh cũng như chi tiết về bản tin cập nhật mới nhất liên quan đến tai nạn xảy ra tại thành phố Calcutta, Ấn Độ, ngay sau phần quảng cáo. Vào mỗi thứ 6 trong tháng 4, Pala Casino sẽ tặng một xe Toyota Highlander LE Plus năm 2016 và 10.000 Mỹ Kim.